Chào quý khách hàng, thì hôm nay cửa hàng bên mình sẽ giới thiệu một cái dòng van cơ mang cái thương hiệu là DB Acoustic với cái mã là KM330 Plus. Thì cái mã này là cái mã nâng cấp cho cái model là KM330. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ở đây ha. Để mình mở nó ra cho mọi người cùng xem luôn. Thì cái dòng van này á, thì nó có cái đặc điểm là nó có thêm cái thằng Bluetooth rất là tiện dụng ha. Mình thấy con này rất là nặng nha mọi người. Con này rất là nặng luôn, nặng kinh khủng. Trong này chắc biến áp cơ hay sao mà nó nặng thấy phát sợ nè. Rồi, cái mặt nhôm nó sẽ có cái mặt nhôm này rất là dày nha. Mặt này nè, dày chứ phải là ít nhất phải 5 ly. Nhưng mà hai cái đầu này nó lại mỏng lại nè. Đó, thấy không? Đây nó chỉ khoảng chừng 3 ly thôi. Trên đây nó sẽ có cái tên là logo DP Acoustic The Professional ha. Tem bảo hành điện tử là ở đây. Ở đây là cái kỹ thuật từ Mỹ ha. Rồi, mọi người nhìn từ mặt từ trái sang phải ha. DP Acoustic The Professional ha. Nó sẽ có cái công tắc on off ở đây. Ở đây nó có cái màn hình rất là đẹp nha. Thì bên này nó có, mình nhìn nó màu bẩn bẩn như vậy là do nó có một cái lớp nhựa đó nó bọc lại. Mình sẽ bóc cái nó ra là nó sẽ sáng choang ha mọi người ha. Đây nó sẽ có cái 8 cái chế độ. Chế độ thứ nhất là delay, thứ hai là room ha, thứ ba là echo, thứ tư là reverb. Con này có echo có reverb luôn. Thứ năm là echo cộng reverb. Thứ sáu là stereo reverb room. Số 7 là stereo delay. Thì mình hát echo thì mình ở chế độ 3, echo reverb chế độ 5. Còn stereo delay mình hát ở chế độ 7 ha. Thì từng chế độ thì mình sẽ test mình mới phân biệt nó khác nhau được. Mình sẽ có hai cái núm nhấn nè, on trên phía trên và phía dưới để mình chuyển chế độ ở đây. Rồi. Về phần mic thì ở đây nó có hai cái mic cắm ở đây. Thì nó nâng cấp so với cái bản trước của nó là 330 thường á, là ở đây nó không có mạ màu vàng ha. Nhưng mà cái mạ này mình thấy mấy cái đồ này nó cũng mạ nó cũng mỏng lắm chứ nó không có phải dày đâu ha. Thì sau một thời gian thì nó cũng trả lại cái bản chất đồng của nó. Đây có điểm feedback ha mọi người. Rồi, ở đây nó sẽ chơi được Bluetooth nè, USB. Đây là cái phần chỉnh mic nè. Chỉnh mic thì mình sẽ có là bass, mid và treble. Thì âm treble, âm sáng, âm trung và âm trầm. Đây là cái phần nâng tiếng. Rồi phần music nó cũng có ba núm chỉnh ha. Thì sẽ cũng có là bass, trung, treble. Thì phía trên cái phần chỉnh music nó sẽ có các cái phím chức năng. Mình sẽ chọn input ở đây, ví dụ như input USB nè, input Bluetooth nè, input AUX 123 thì bốn cái đèn ở đây nó sẽ sáng cho tương ứng cho mình chọn đầu vào ha. Đây nó sẽ có ba cái phím tới lùi trái phải để mình play nhạc chơi bằng USB. Rồi, sau đó sẽ có ba cái núm effect, mic và music. Thì nói chung là các cái phím này là nó giống nhau so với đời cũ ha. Thì mình điều chỉnh cái này nói chung là những khách hàng nào mà đại loại là mình không quen dùng máy tính, khách hàng dùng ở gia đình, mình không có nhu cầu chỉnh chọt nhiều, chỉnh tương đối thôi, phù hợp karaoke gia đình, chơi bời, chơi gọi là giải trí thì mình dùng cái con này là ok, tuyệt vời ha. Mặt trước cực kỳ đẹp luôn, phay xước nhôm trắng rất là đẹp ha. Đó, mọi người nhìn kỹ nè, đẹp không, sáng choang luôn ha. Cái này nó cắt rất là đẹp luôn. Rồi, con này nặng lắm nha. Đây là hàng chính hãng nên mọi người đừng có ai hỏi là hàng có phải hàng hãng hay không. Trời ơi, mấy cái này làm sao có đầu giả, thì xin lỗi chứ tìm hàng giả còn khó hơn tìm hàng thật ha. Rồi, mình sẽ coi tiếp mặt sau phía từ trái sang phải. Nó sẽ có hai cái đường AUX. AUX này mình sẽ lấy từ CD hoặc là DVD hoặc là TV rồi xuống. Nó sẽ có cái phần Bluetooth anten này ha. Rồi, phía sau nó còn thêm cái con mic số 3 nữa ha. Đây nó có cái cổng quang nè, hay chưa? Digital input ha, có cổng quang nè. Mấy cái con Gutin, Gutiet rồi là chưa chắc có được cái này ha. Rồi, nó sẽ có thêm cái phần các cái núm chỉnh ở phía sau này. Nó sẽ có thêm hai cái đường surround trái, surround phải ha. Và một cái đường bass này là bass sub để mình đánh lo sub điện của mình á. Hoặc là đây, mình lấy bass out ở đây, mình đánh sub điện cũng được. Đây sẽ có hai cái kênh out là trên trái kênh phải, mình đánh hai cái lo trái phải của mình ha. Mình lấy sub, mình đánh ra sub thì mình lấy mono ở đây là một bọt này là được rồi. Còn nếu nhà mình có rắc hòa sen thì mình cắm từ đây, nó cũng out nè. Bass out nè. Đó. Hai cái đo này lo surround trái phải nè. Rồi, mọi người để ý trong này nó sẽ có cái cầu chì trong này ha.
nó có cái câu chuyện nằm trong này. Thì khi mình cắm điện vô mà có thể mà nó không có điện hay như thế nào thì mình chịu khó mình kiểm tra cái câu chuyện trong này ha. 0.5 ampe, đây nó có ghi nè. Rồi, đây là tem bảo hành của nhà phân phối TPR Cotic, hàng mấy can xà beng ha mọi người. Thì giá con này thì mấy anh em mình thấy mọi người đang bán trên kênh là 2.9 triệu, 3 triệu gì đấy. Thì nói chung là xoay xoay quanh cái khoản tiền đó ha. Báo công khai thì phải báo giá chung, chứ báo rẻ quá thì nói chung là báo sai giá thì công ty nó không đồng ý ha. Thì những khách hàng nào có nhu cầu mua sắm thật sự cái con vàng này thì cứ vui lòng liên lạc trực tiếp lại với mình, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số điện thoại mình để trên màn hình á, góc bên tay trái. Thì cửa hàng của mình là ở ấp mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì giá tại cửa hàng mọi người cứ liên lạc lại với mình để ra được con giá tốt nhất nha. Thì chắc chắn là nó sẽ, nói chung là giá rất là tuyệt vời ha. Thì con này phù hợp với ai? Phù hợp với những khách hàng mà mình ngại chỉnh chọt bằng van số. Mấy cái con van số mình ngại dùng máy tính mình chỉnh chọt á, là cái thứ nhất. Những khách hàng thứ hai là mình không biết chỉnh luôn thì mình dùng con này. Và những khách hàng thứ ba là cái nhu cầu mình là vui là chính, không có gọi là không có cân nhắc kỹ các cái điểm tiểu tiết, ví dụ như là chỉnh chọt này kia nọ, echo, reverb phải như thế này, phải như thế kia, phải mượt mà thế này, phải mượt mà thế nọ. Thì mình chơi cái con này là hợp lý ha. Con này nó có tới 7 chế độ cho mình hát mà. Mặc sức mà chọn, mặc sức mà thưởng thức, 7 chế độ trong một tuần ha. Mỗi ngày mình hát một chế độ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip ha. Clip sau thì mình sẽ test thử tiếng con này. Bây giờ nó hơi tối rồi.